20 cả nhà. Thì sau khi mà anh Phong bán chó lò mổ cả nhà, thì sau khi anh Phong anh gửi cái đoạn clip ngắn cho Thi Lê, thì anh nói hôm nay anh mua được 6 bé. Thì trong 6 bé đó thì cũng có một bé có bầu sắp sanh, với lại ba con bé chó cỏ, với lại hai con bé chó, một con Alaska với lại một con Husky. Thì anh nói nếu mà anh mang vô lò mổ anh bán được 10 16 17 triệu hay 18 triệu gì đó. Nhưng mà nếu mà bên máy ấm giải cứu á, chịu giải cứu mấy bé thì anh sẽ để rẻ lại. Anh sẽ giống như là hùng phước vô là anh bán là 15 triệu cả nhà. Nhưng mà thực sự mà nói thì Lê nói luôn, cứ mà anh Phong mà cứ quậy vô máy ấm vậy hoài thì đây có thể là kiệt sức luôn cả nhà ơi. Rồi đuối lắm cả nhà. Bây giờ anh Phong anh đang chạy vô máy ấm nè. Cứ cái tình trạng này cứ không mà nó không dần mà nó cứ tiếp diễn như hoài thì đi lê cũng không biết phải làm sao nữa. Bao nhiêu bé? 6 bé hả? 6 bé. Anh Phong sẵn tiện hôm nay để em nói chuyện với anh xíu đi, rồi anh ngồi xuống anh nói em nói chuyện với anh xíu hiểu không? Là 6 bé này là anh bớt hết giá chưa? Hồi nãy anh có hết gửi cho giá em. rồi, bình thường thì là lấy 16 17 triệu rồi, vì nó đen nó đắt lắm, với lại là nó tình cái chó nó to rồi đó, thì ở thôi lấy được 15 triệu thôi. Là con bé này có bầu quá hả? Thấy con bé này có bầu rồi. Phải có bầu không? Nó bầu căng đấy. Trời ơi, cứ tối đến gặp nhìn thấy mình nó mừng, chẳng biết người khác đến mua nào cũng nhìn thấy là nó. Cứ tối ngày mà anh cứ mang cho có bầu lại cho em hoài em xỉu luôn anh không? Nói thiệt á. Trời ơi, chán nản luôn. Gặp mình may ra thì mình là nhờ nó phải mình cứu được, chứ còn không là để gặp người khác thì nó cút thế rồi nó đem vô lò bây giờ nó mòi rồi. Thì em biết rồi, nhưng mà ý em nói anh nghe nè, thì có những thính giả, có những cộng đồng mạng khi mà lên clip á thì nói lại là chửi bới em, anh hiểu không? Giống như là có một cái anh nickname trên YouTube á, anh có tên là Nguyễn Tấn, thì anh có nói tại sao mà mày mua chó ngoài kia 5 6 con thì nó rẻ rời à, mà tại sao mà mày mày cứu con Hoàng Phong này 7 con mà 17 triệu đó. Thì ý anh nói là em mới giống như là đồng lõa với anh, giống như là nuôi anh vậy đó. Trời, người đi đi chợ bây giờ có khi đâu phải là lúc nào cũng gặp đâu, cái này là 17 triệu, vì cả hơn một tạ chó đi đem vô lò thì 10 mấy triệu. Thì em nói chung á, thì sẵn tiện cái clip này luôn để em đi 2 tiếng đồng hồ đi sang đến đây, tội gì mà đi sang, nhưng mà nghĩ là con nó có bầu nhìn nó thương thì tội nó đem sang. Thì sẵn tiện cái clip này luôn, sáng đến chiều đến tối bây giờ. Thì đó, ý anh nói là chỗ của anh nó xa đúng không? Thì ý á, cả nhà, ý anh Phong nói là ảnh đi mua bán chó dạo vậy nè, nếu mà ảnh không, nếu mà ảnh giống như người ta á là anh chạy thẳng vô lò mổ luôn rồi cho nhanh. Về nghỉ ngơi đi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Mà nếu mà ảnh đi bò đường chạy từ ngay chỗ mà ảnh gần giao lò mổ á, mà ảnh chạy qua bên Thi Lê á là khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa, thì nói chung anh Phong anh cũng động lại một chút cái chút lương tâm nho nhỏ, thì ảnh mới mua bán chó dạo. Nhưng mà ảnh cứu những con bé chó có bầu hay cái gì đó thì ảnh được cái là ảnh quay clip với anh chạy thẳng vô máy ấm của Thi Lê luôn rồi cả nhà. Mà em nói thiệt, chạy vô giết vậy em kiệt sức luôn á. Em biết biết rằng là mình thương mấy bé, anh hiểu không? Nhưng mà cứ anh cứ giống như là có nhiều người giống như người ta nói đánh tâm lý, cứ tối ngày cứu chó là mổ cái chó mà có bầu này nọ, cứ anh chạy vô đây hoài. Đâu phải ai cũng mua được đâu, ai cũng cũng bắt được đâu. Đâu phải ai chó bầu ai đa số thì người ta ít bán, nhưng mà nhiều những cái trường hợp thì không bán thì nó cũng đập chết à. Dạ, thì ý em nói anh Phong nghe là vậy nè. Tại vì cách đây mấy hôm thì nói chung em cũng thường xuyên đi ra mũi tàu Trường Chinh á, em cứu chó ngoài đó. Thì chẳng hạn như em cũng có trả giá, tại vì cái bà đó là chuyên mua bán những con bé chó mà không rõ nguồn gốc, với chó ăn cắp chậm gì đó em không biết. Thì một con chó cỏ nè là em có thể là trả giá đến 800, có thể là 700, nhiều khi bà cũng bán nữa. Thì cái ý là cái anh mà Nguyễn Tấn á, anh là chỉ là thính giả thôi, không biết là ảnh có
hùng vô một hộp gạo hay là một cái viên hạt nào đó cho mấy bé cháu em ăn không? Mà ảnh giống như là, ý là ảnh bắt bẻ, anh nói tại sao ở ngoài đó ở Trường Chinh á thì trả giá người ta thấy ghê thấy gớm, mà tại sao Hàng Phong bán chó lò mổ á thì nó bán mày 7 con hơn một tạ mà nó bán mày 17 triệu mà mày vẫn mua. Mày chắc có lẽ là mày nuôi Hàng Phong luôn hay sao? Thì em mới nói luôn, sẵn tiện cái clip này em nói luôn, thì em sẽ gửi lời đôi lời đến anh Nguyễn Tấn luôn, không phải là em nuôi anh Phong hay cái vấn đề gì hết trơn á. Nói chung là anh Phong anh mua bán chẳng hạn rõ ràng, được thì mua, thuận mua vừa bán đúng không? Nhưng Đâu mà đâu có nó bắt anh em phải lấy hay là gia đình phải dạ lấy đâu, dạ cứ lại mua cho nó ở trên Trường Chinh có chung tinh muộn đi ăn trộm, đêm đi ăn trộm về đấy nó bán dạ. kể cả đến nhưng 3.000 mà một con người ta cũng cũng bán. nhưng mà sẵn tiện cái clip này em nói luôn, tại vì em sẽ giải thích cho anh Nguyễn Tấn với lại tất cả mọi người nghe, chẳng hạn như chó ở ngoài, con chó ở ngoài bà Mi Mập á thì chuyên bán những con bé chó ăn cắp không rõ nguồn gốc rồi về nhốt chuồng, rồi canh những cái người nào mà người ta chuột hay là người ta muốn mua đó, người ta mua lại người ta người nuôi. ta mua cả 300.000, Và 400.000, 200.000 còn về người ta cái mua. còn về cái mảng vấn đề của anh Phong bán chó lò mổ, là anh Phong là cái người chuyên mua bán chó xong xuôi á là giao cho lò mổ đúng không? Thì Giao lò bây mổ, giờ em con này hỏi nó đẹp thì mới lại nhìn nó tội, hay là nhìn con nó nhìn thấy mình cũng như là chủ, nó có con chấp tay dạ lại nó bình thường dạ không đành đấy, phải nói thật. Thì em nói anh nè, thì em sẽ gửi lời đến anh Nguyễn Tấn nè với lại tất cả mọi người nè, thì nó có hai cái hoàn cảnh, Mi Mập với lại anh Phong, nó giống như là hai cái tội án, giống như là một cái tội tử hình với lại một cái tội chung thân vậy đó. Thì mình sẽ cứu bên nào trước? Thì chắc chắn một điều Thi Lê sẽ chọn cứu bên anh Phong trước, tại vì anh Phong là ảnh là bên cái án tử hình rồi, là nếu mà mình đưa không vào cứu, nếu mà lò anh không cứu mình thịt thôi. thì đó mình không cứu thì anh Phong anh chuyển vào lò thì lò sẽ làm thịt thôi. Còn ở ngoài chị Mi Mập thì ảnh thì chị sẽ nuôi đến khi mà người ta kiếm chủ mới cho nó, còn anh Phong là bắt buộc phải vô lò mổ. Thì bây giờ không biết là anh bao nhiêu tuổi, nhưng mà em sẽ lịch sự, em sẽ kêu anh bằng anh đó, em sẽ gửi đôi lời đến anh. Thì trong hai cái tội thì chẳng hạn như anh sẽ chọn cái cứu bên nào, sẽ cứu bên cái tử hình trước đúng không? Đó còn chung thân Đi là đâu chợ có chết. hàng ngày nói thẳng nha, đi chợ về hàng ngày này bắt nó nhiều, nhưng mà bây giờ hy hữu được gặp những con, bây giờ những con Alaska này, con Husky này nó to này như thế này, bây giờ đem con nỏ đúng của bản thân tôi cũng không đạt. Là cái này thiệt thực sự là anh mang vô lò luôn hả? Đấy là đem con Trời nỏ ơi, nó bị cái gì nè anh ơi, bị cái gì nè nó đi nó sốc nó rõ rẽ hả? đi Không, nó bị cái gì nè, cái gì lòi lũ đít lòi cái gì ra nè, thấy chưa? Nó ngồi đó, chặt quá. cái đó con chim hả hay gì? Bây giờ em nói anh Phong nghe nè, là tổng cộng cái số chó này trong đây là mấy đứa? 6 con. 6 con là gồm một con chó có bầu với lại một con Alaska, một con Husky với 3 con chó cỏ đúng không? Là bây giờ anh bán em hết giá bao nhiêu? Bình thường đấy nó thẳng nên lấy 16 17 triệu, nó thách là cái gì, nhưng mà tôi lấy nó 15 triệu thì cứu bé được là tốt. Mà bây giờ 10 triệu được không? 10 triệu anh đi bán gì cho mình nó thách rồi. Không rồi, cái này em hỏi thiệt anh nè, ví dụ anh bán em 15 triệu thì anh lời khoảng bao nhiêu tiền? Thì mua mua bán phải có lời mà. Hơn 1 triệu. Thì sẵn tiện anh nói cho mọi người nghe luôn. Nó hơn 1 triệu. Tại vì nếu em mà ít tiền quá thì tôi đi 2 tiếng rồi cũng chẳng đi sang đây. Cái chuyến đi sang đây thì bán thì gọi là bình thường, tôi bán thì vẫn thì cần đó thì vẫn được. Em là em nhưng cứu mà đem sang đây thì đấy vẫn phải lấy em là triệu. Em là triệu em cứu, hai triệu hai triệu ba em thì em cứu hộ thôi, nhưng mà cái nào cũng phải rõ ràng đó. Thì bây giờ là 10 triệu có vớt đúng không? Bây giờ anh có vớt được trăm nào triệu nào không? Thôi thì bây giờ hôm nói anh Phong nghe nè, thật sự mà nói nha, không lẽ bây giờ em đuổi anh về chứ? Tại vì thứ nhất á là cái việc mà cứu hộ chó mèo á, là em chỉ mong muốn, vợ chồng em mong muốn là cứu tụi này nó thoát khỏi cái chết thôi, nó được sống thêm một cái lần thứ hai với lại vợ chồng em. Chứ bây giờ ví dụ như một ngày anh em nhận biết bao nhiêu cuộc gọi điện thoại của chó lò mổ? Anh ơi em là bán chó lò mổ nè, mấy 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 người bắt mà chuyên bán dạo á, thì em cứ nói là thôi bây giờ anh cúp máy đi, em không có tiền em cứu đâu, tại vì em đâu có tiền quỷ tiền gì em cứu đâu, anh hiểu không? Đó thì em từ chối. Còn anh á thì anh cứ tối nghe anh chó lò mổ mà có bầu anh gửi clip qua cái em xem được, còn không là anh cứ chạy thẳng vô đây luôn,
Còn đây giờ không em không biết, em cũng không biết chọn là, chọn cái đường nào nữa. Quá, chẳng biết làm nào được nữa, nó đành là cái thiếu duyên thôi. Đó cả nhà. Thì bây giờ ý anh Phong nói bây giờ là nó cũng sắp đến Giáng sinh rồi, sắp đến Noel rồi. Thì những cái ở Việt Nam mình có những mà người mà đạo Chúa ở xóm đạo khu quận 8 nè, quận 9 nè, những cái khu mà có nhà thờ xóm đạo nhiều á, thì không biết là do cái đó là phong tục hay là như thế nào, nhưng mà Thi Lê nghĩ thì đạo Chúa với đạo Phật nói chung không có cái đạo nào mà dạy mình sát sinh đó cả nhà. Cái này là do cái tập tính của con người ăn tạp thôi. Thì bây giờ hôm nay thì thêm một lần nữa anh Phong quay trở lại đây, vẫn là cái hoàn cảnh là con bé chó có bầu sắp sanh, với lại một con Alaska, một con Husky, với lại ba con chó cỏ, là anh bán cho Thi Lê với số tiền là 15 triệu quá cả nhà. Thì bây giờ không lẽ bây giờ Thi Lê á, thì Thi Lê đã cứu hộ chó mèo rồi mà bây giờ không có nở lòng nào mà đuổi anh Phong đi á. Đuổi giờ đuổi đi là dễ rồi đó, nhưng mà nhìn mấy con bé chó này thì nó xót xa lắm cả nhà. Chẳng hạn như hôm nay Thi Lê không có giải cứu bé thì mấy bé nó sẽ bám víu vào ai nó sống. Hôm nay anh Phong sẽ nuôi nó, hay là anh Phong làm gì, ví dụ như bây giờ em không cứu rồi sao? Không, thật sự dù phải đưa vào nó mổ thôi, còn con chó có bầu thì gặp ai cho được thì cho người ta. Vậy anh cho em chó có bầu đi. Vậy anh cho em chó có bầu đi. Bất đắc dĩ ngay cả cứu được thì bởi vì đem cho nó, tôi không đương tâm để tôi đem vào. Thôi bây giờ em nói anh Phong nghe nè, anh nói là nãy anh lời 1,2 triệu đúng không? Thôi giờ anh bớt em 500 đi, coi như hùng phước với em đi, anh lời 700 thôi, được không? Được không? Nói là đi cả ngày chứ, bởi vì là chỉ 1,2 triệu một ngày là còn là thì coi như là ăn uống xăng dầu. Chứ giờ anh bớt hết giá nhiêu? Đi xa mấy tiếng đồng hồ đi về nhà 10 giờ 11 thì em bỏ được đến nhà. Mà cái điều quan trọng này nè, bây giờ anh bớt em 500 đi, nhưng mà cái điều quan trọng bây giờ anh cho em thời gian bao nhiêu ngày anh nói luôn đi đó, để em xem được, nếu mà được cái trong cái tầm điều kiện tầm tay của em á thì em sẽ giải cứu mấy bé, còn không thì em cũng phải đành niệm Phật A Di Đà Phật cho mấy bé thôi. Chứ em cũng anh biết hả, cứu một lần á đâu có phải là cứu về vậy thôi đâu anh. Chích ngừa vắc xin rồi chích ngừa dại sổ dung rồi với lại uống thuốc ve. Có những con chó có ve, với anh nhớ bữa mà mấy con chó mà bị đập đầu không, về chữa bệnh gần chết, tốn tiền gần chết luôn đó. Chứ là đâu phải mà cứu chó về xong cái luyện nguyên cái thố này vô nhà đại rồi muốn sống muốn chết đâu đó. Thì coi như anh ra cái điều kiện là anh cho em cái thời gian đi, 3 ngày đi, 3 ngày ha. Giờ một tuần không được hả? Mà cái vấn đề bây giờ cái vấn đề kia anh có xử lý được không? Là bớt á, bớt 500 có được không? Thôi. Gần đó. Đó cả nhà. Thì bây giờ cái vấn đề là bên anh Phong á là không có bớt cho Thi Lê, cái vấn đề là bây giờ anh nói là anh đời có 1,2 triệu thôi. Từ ở ngoài lò mổ anh chạy qua đây thì xăng dầu này nọ là anh đã không có tính rồi. Bây giờ anh lời có 1,2 triệu thôi, được thì cứu. Anh sẽ cho thời hạn mình trong vòng 3 ngày đó. Thì nói chung tất cả quý bà cô chú anh chị, nếu mà ai xem được cái đoạn clip này thì chẳng hạn như là chung tay với lại Thi Lê nha cả nhà, mỗi người một ít để có thể cứu cái con sống thêm một lần nữa nha cả nhà. Bây giờ hôm trong đây Thi Lê thấy có những con bé nó bị viêm rét tùm lum la hết trơn á. Thì bây giờ em nói anh nghe, thì cũng giống như mọi khi đi, bây giờ để nhà anh này nọ cũng chật hẹp, anh cũng cho nó vô đây thì đó. Thôi anh để đây cho em 3 ngày ha. À, đó 3 ngày thôi, đúng 3 ngày đúng không? Rồi nếu mà không có thì em sẽ hoàn trả số chó này cho anh nha. Rồi anh tặng cho em con chó có bầu nha. Rồi nha, anh trả thêm 500 tiền đi bắt về là phạt 500 nữa hả? 500. Trời đất ơi, đó là anh Phong. Là anh Phong nếu mà không có đủ số tiền á, anh Phong sẽ cho đi lên cái con bé chó có bầu này cả nhà. Và trả lại cho anh Phong 500 tiền xăng. Còn số chó kia là còn lại phải trả cho anh Phong cả nhà. Thì bây giờ Thi Lê sẽ bắt mấy con bé này giống như ở tạm ở bên máy ấm Thi Lê.
trong vòng 3 ngày Thi Lê cũng sẽ cho mấy bé chăm sóc như những bé chó ở đây. Đến khi mà đủ số tiền thì Thi Lê sẽ chuyển khoản cho anh Phong. Còn nếu mà không đủ thì anh Thi Lê sẽ bàn giao số chó này lại cho anh Phong nha cả nhà. Nó bự quá, bể nó ngoài có dây xích mà đúng không? Con Tám đây đứng đây nè, dịnh dịnh mấy con chó cho ảnh bắt ra kìa. Mấy cái giống này nó hiền mà đúng không? Trời ơi, dây xích bự vậy hả? Bộ 36 này chủ bán cho anh chị, nó phóng ra luôn á. Chật quá, chật quá, nó phóng ra kìa, nó phóng ra kìa. À, ông Tám cầm về cầm đi xích đi ông Tám, kìa đưa cho ông Tám. Dẫn qua bản đi, dẫn qua đây nè. Cột nó vô đây đỡ nè, cột vô đây đỡ. Vô cột sắt nè. Ỉa, 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 cho ỉa đi, cho ỉa đi. Trời ơi, hai con chà bá, đái đái vô đầu người ta kìa, đái vô đầu người ta kìa. Để anh ghế đi ông Tám. Nè, cột nó đây đi. Cột nó đây đỡ nè. Cột nó đây nè ông Tám. Cột nó đằng khô nè ông Tám. Có cây sắt á. Cột vô chậm đi, cột vô cây sắt đi ông Tám. Hút hút còn mấy này nữa. Kìa lấy đậu gác kìa, đậu gác đi chở kìa.